cho anh Tài đi. Vỗ tay. Vỗ thì nào sao Tài ngưng quánh rồi. Đâu gãy tay rồi đó, lúc đó là gãy tay đó. Sao Tài đánh là gãy tay đó. Vì tôi là linh mục không mang giọng giống Đông Hồ quá, giống giọng Đông Hồ dễ sợ luôn á, giống Đông Hồ quá. Đời hiếu của anh nên xuống đời làm thân. Vì tôi là linh mục có được một tín đồ nhưng không là thánh thần nên tín đồ đi hoang. Vì tôi là linh mục giảng lời tin nhân gian nên không còn tin không, nên không còn tin chất, nên không biết kêu than, nên tôi rất bơ vơ, nên tôi rất dại khờ. Vì tôi là linh mục không mặc chiếc áo dài nên xuống đời hiếu quạnh, nên xuống đời làm thân. Vì tôi là linh mục có được một tín đồ nhưng không là thánh thần nên tin. Vì tôi là linh mục tưởng đời là hạnh phúc nên tin lời thiếu nữ, nên tin vào Đức Chúa, câu kinh sáng chưa yêu, câu kinh tối chưa mê, vẫn mắc mang ê chê mắc vì nhau. Có nỡ đâu người tình là ác quỷ đầy nguyên năng giam tôi trong tinh đồ là người tình bỏ tôi đi tiêu đi lòng tin si, người tình bỏ tôi đi lời kinh xưa, người tình bỏ tôi đi sao đường buồn lẽ thế lời chia xa. Vì tôi là linh mục chưa xưa tôi bao giờ nên âm thầm qua đời tôi ai xưa.
bỏ tôi đi, giao đường buông lên đeo lời chia xa. Vì tôi là linh mục chưa rồi tôi bao giờ nên âm thầm qua đời, tôi an cao nhập cho tôi. Vì tôi là linh mục, vì tôi là linh mục, người ơi một linh mục sắc dài khơi.